Mo đẹp không? Pretty hả? Em đi. Hello mọi người. Trước cái cổng Mo nhìn đẹp không? Có chú chạy quen giọng cho mọi người xong rồi tụi mình đã đi vô. Đi về rồi. Oh, there's a video. Okay, so what's the address? So pretty, Rolex. Yeah, the cord and yeah, if I can. That's me. That's my brother. Để đổ đây, để đóng đổ đây cho quay. Bây giờ mình đi về thôi.